Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ ba 15 tháng 11 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề Cựu Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố nước Mỹ có nhiều chọn lựa tốt hơn là Donald Trump. Thưa quý vị, ngày hôm nay theo như dự trù thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức loan báo là ông ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. À, trong bối cảnh này, thì đêm hôm qua, à, đài à, ABC News đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt à, độc quyền đối với cựu phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence. Nhà báo đứng ra thực hiện cuộc phỏng vấn này là David Muir à, trong chương trình World News Tonight. À, thứ nhất là cựu phó Tổng thống Mike Pence cho biết là những lời phát biểu của ông Donald Trump ngày 6 tháng Giêng năm 2021 là rất liều lĩnh. Khi một đám đông, những người ủng hộ ông Trump tấn công tòa nhà quốc hội, khiến cho ông Mike Pence và những người khác phải buộc uh, trốn xuống dưới tầng hầm. Uh, theo như lời của cựu phó tổng thống Mike Pence, thì lời nói của ông Trump ngày mùng 6 tháng Giêng gây nguy hiểm cho ông Pence, cho gia đình ông Pence và cho những dân biểu nghị sĩ có mặt tại tòa nhà quốc hội đêm hôm ấy. Hình ảnh chúng ta biết là hôm ấy là khi um, cái đám đông bạo loạn tấn công tòa nhà quốc hội đó, thì ông Mike Pence cùng với vợ và con gái đã phải chạy ra từ cái phòng này và trốn xuống dưới cái tầng hầm mà dành cho bãi đầu xe của tòa nhà quốc hội. Cựu phó tổng thống Mike Pence nói nguyên văn như thế này: ý tôi là lời nói của tổng thống thật liều lĩnh. Rõ ràng là ông Trump là một phần gây ra vấn đề ngày hôm đó. Ông Mike Pence nói với nhà báo Mueller rằng ông đã tức giận vì một cái tuyết của ông Trump gửi ra khi cuộc nổi loạn bắt đầu, ông Donald Trump nói rằng ông Mike Pence không có can đảm để làm những gì đáng lẽ phải làm, à, tức là ý của ông Donald Trump là ông Mike Pence phải từ chối chứng thực kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng mà cựu phó tổng thống Mike Pence lúc bây giờ là chủ tọa của phiên họp lưỡng viện đã cương quyết từ chối cái lời yêu cầu của ông Trump. À, thưa quý vị ạ. Cái lúc bấy giờ đó thì một cái đám đông tấn công vào tòa nhà quốc hội và uh, phó tổng thống Mike Pence nói rằng những cái lời nói của ông Trump ngày hôm đó tại cuộc biểu tình trước khi gây ra bạo loạn đó đã gây nguy hiểm cho rất nhiều người có mặt trong tòa nhà quốc hội trong đó có ông Pence và gia đình ông Pence. Uh, nhà báo của đài ABC nêu một câu hỏi rằng uh, lúc bấy giờ thì tại sao ông Trump mãi cho tới buổi chiều hơn 2 giờ mới gửi ra một cái tweet kêu gọi những cái người biểu tình nên trở về nhà một cách hòa bình. Thì thưa quý vị, ông Mike Pence nói rằng vì ông Trump cái lập đi lập lại một cái thuyết âm mưu hoàn toàn vô căn cứ cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận ở phía dân chủ đánh cắp cuộc bầu cử cho nên ông Trump mới thất bại. Lúc bây giờ ông Mike Pence đã phản ứng như thế nào? ông quay qua cô con gái đang đứng gần đó và nói với cô con gái không cần can đảm để vi phạm pháp luật cần có can đảm để thượng tôn pháp luật à, cựu phó tổng thống Mike Pence đang phát hành cuốn hồi ký có tên là So Help Me God chúng tôi tạm dịch là Xin Chúa hãy giúp con à, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại nhà của cựu phó tổng thống Mike Pence ở Indiana nhà báo Mui nêu câu hỏi với ông Mike Pence về việc liệu ông Trump có nên được tín nhiệm làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa hay không? Liệu ông Mike Pence có ra tranh cử tổng thống nữa hay không? Liệu ông Trump có làm tổn thương đảng Cộng hòa nữa hay không sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tức là ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua? Trả lời câu hỏi đầu tiên là liệu ông Trump có nên ra tranh cử nữa hay không? Thì cựu phó tổng thống Mike Pence nói nguyên văn như sau. I think We will have better choices in the future than Trump. Chúng tôi tạm dịch là tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều cái sự chọn lựa trong tương lai tốt hơn là ông Donald Trump. Ông Pence nói, tôi tôi, tôi là ông Pence, tôi nghĩ cái điều đó tùy thuộc vào người dân Mỹ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai so với ông Trump. Mọi người ở đất nước này thực sự hòa thuận với nhau khi rời khỏi chính trường. Và tôi nghĩ họ muốn thấy các nhà lãnh đạo quốc gia của họ bắt đầu thể hiện cái tinh thần đó, một tinh thần hào hiệp. Và tôi nghĩ vì vậy trong những ngày sắp tới sẽ có những chọn lựa tốt hơn là ông Donald Trump. À, câu hỏi rằng liệu ông có ra tranh cử tổng thống không? Thì cựu phó tổng thống Mike Pence cho biết là ông và gia đình đang cân nhắc về việc này. Khi được hỏi rằng liệu ông có tin là mình có thể đánh bại Donald Trump hay không, À, trong cuộc tranh cử vào năm 2024 thì ông Mike Pence trả lời rằng điều đó dành cho những người khác nhận xét chứ ông không trả lời trực tiếp. Và ông Pence cũng tỏ ra dè dặt về kế hoạch của ông cho năm 2024. Nhưng đã từ lâu, ông được xem như là một ứng cử viên có nhiều triển vọng trong đảng Cộng Hòa ra tranh chức Tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, Chắc chắn là nếu ông tuyên bố ra tranh cử thì ông sẽ vấp phải một cái sự chống đối dữ dội của ông xếp cũ, tức là ông Donald Trump. Và thậm chí qua những lời mà ông Donald Trump dạo gần đây chỉ trích ông thống đốc Florida uh, Ron DeSantis, thì chúng ta cũng thể đoán được rằng nếu mà ông Pence tuyên bố ra tranh cử tổng thống đó, thì ông Donald Trump sẽ không tiết lời uh, với ông uh, Pence về cái hướng tiêu cực bởi vì mới đây thôi thì ông Trump đã nói với ông Ron DeSantis rằng chớ có tuyên bố ra tranh cử. Và ông Trump dọa là có thể tiết lộ một số những chi tiết nào đó liên quan đến cá nhân của ông Ron DeSantis. Chúng ta không biết, nhưng mà đó là cá tính của ông Trump. Khi mà nhà báo môi gọi là ép ông Mike Pence trả lời câu hỏi rằng tại sao ông Trump không hành động sớm hơn để ngăn chặn bạo lực xảy ra tại tòa nhà quốc hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2021. Thì sau đây là câu trả lời của ông Mike Pence. Ông nói, ông không thể giải thích được những gì ông Trump đã làm trong ngày hôm đó. Và nói với đại ABC rằng, ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ tin tức gì của ông Trump hoặc là từ tòa Bạch Ốc trong cái ngày mùng 6 tháng Giêng. Hôm đó thì ông Pence gọi điện thoại cho đại tướng chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Mỹ là ông Mark Miller gọi cho Bộ trưởng An ninh Nội địa và rất nhiều những viên chức cao cấp khác của Tòa Bạch Ốc mà hoàn toàn không liên lạc được với ông Donald Trump. Hình ảnh này quý vị thấy là bà vợ của ông Mike Pence, tức là đề nghị phu nhân, đã phải lấy cái kéo cái tấm màn trong phòng lại bởi vì những cái tiếng la hét của những người từ bên ngoài vọng vào trong phòng là hang my Pence, hang my Pence, tức là treo cổ My Pence. Ông nói rằng uh, ông không cảm thấy sợ hãi trong cái giây phút đó nhưng mà ông vô cùng phẫn nộ về những gì mà ông đã chứng kiến trong ngày mùng 6 tháng Giêng. Ông lập lại một cái đoạn trích trong cuốn sách của ông vừa mới được xuất bản và được tờ Wall Street Journal trích thuật đó. Ông mô tả việc ông không đồng ý với nhân viên sở mật vụ vì họ muốn ông ra khỏi tòa nhà quốc hội. Ông nói rằng họ đã đưa ông xuống cái tầng hầm đầu xe đó và cái đoàn xe 16 chiếc thì cái xe dành riêng cho phó tổng thống đã được mở cửa sẵn Ông nói lại với cái người mà trưởng toán nhân viên mật vụ bảo vệ ông đó, ông bảo ông không lên chiếc xe đó. Bởi vì ông lên chiếc xe đó thì không biết được rằng một ai đó, cái chữ ông nói là somebody else, một ai đó sẽ ra lệnh cho đoàn xe chạy ra khỏi tòa nhà quốc hội và ông không muốn cho những người đang biểu tình đập phá tòa nhà quốc hội thấy cái cảnh đó. Ông cương quyết ông không đi. Bởi vì ông đi thì có thể ông sẽ không quay trở lại đêm hôm đó được để mà chứng thực cái kết quả cuộc bầu cử năm 2000 20. Thưa quý vị, cho tới giờ phút này thì tất cả những gì mà được tiết lộ trong hai cuốn sách của ông Mike Pence Cuốn thứ nhất là The Last Day with Donald Trump tức là những cái ngày cuối cùng với ông Donald Trump và cuốn thứ hai là Help Me God thì chúng ta sẽ thấy được rằng ông Mike Pence là một người có phẩm hạnh Ông nhất định không chịu nghe lời của ông Trump và ông cương quyết bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ cho tới cùng cho dù ông biết rằng tính mạng của ông có bị đe dọa trong cái đêm mùng 6 thì tháng riêng. Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã đi vào lịch sử với câu nói không cần can đảm để vi phạm pháp luật, cần có can đảm để thượng tôn pháp luật. Hiện nay thì dư luận uh, nói chung cho thấy rằng nếu ông Mike Pence ra tranh cử tổng thống với tính cách là người của đảng Cộng Hòa uh, trong cuộc bầu cử năm 2024 đó, uh, thì các xác suất mà ông được dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ sẽ rất cao. Ông Mike Pence là người có phẩm hạnh, là người đã cương quyết bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhà sách từ lực hân hạnh giới thiệu tuyển tập phím 28 của nhà văn Song Thao. Song Thao, tên thật là Tạ Trung Sơn, sinh năm 1938 tại Hà Nội, học trung học Dũng Lạc, Hà Nội, Chu Văn An, Sài Gòn, Đại học Văn Khoa, Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân Văn Khoa năm 1964. Từ năm 1959 đến năm 1975, cộng tác với nhiều nhật báo, tuần báo, bán Nguyệt Sang, Nguyệt Sang tại Sài Gòn, định cư tại Montreal, Canada từ năm 1985, khởi viết truyện ngắn từ năm 1991, Song Thao đã xuất bản, bỏ trốn mù xương đông đưa cuộc tình còn đó bóng hình chân mang giày số 6 cuối ngày một lần ngồi lại bên lưng những con chữ và đặc biệt là các tuyển tập phím cho đến nay song thao đã ra mắt độc giả phím 28 tuyển tập Phím 28 của nhà văn Song Thao hiện đang được bán tại nhà sách tự lực 14318 Rutgers Street, thành phố Garden Grove, CA 92843 USA, điện thoại 1888 2047749 và 7146768310 và tại trang nhà tự lực.com.